Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Tổng thống Ecuador vừa qua đã đồng ý trao đổi các thiết bị quân sự thời Liên Xô vốn đã ngừng hoạt động và trở thành kim loại phế liệu để lấy vũ khí mới của Mỹ trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Những vũ khí này sau đó sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Đổi lại, Ecuador sẽ nhận được vũ khí hiện đại để đối đầu với các băng nhóm buôn bán ma túy hùng mạnh ở đất nước này. Ngoại trưởng Ecuador mới đây cho biết, nước này hiện không có kế hoạch gửi vũ khí thời Liên Xô tới Ukraina mặc dù trước đó Tổng thống Ecuador đã đưa ra lời hứa như vậy. Lời hứa hỗ trợ vũ khí cho Ukraina đã khiến Ecuador hứng chịu đòn trừng phạt của Moscow. Để xoa dịu Nga, Ngoại trưởng Gabriela Sommerfeld hôm 19 tháng 2 tuyên bố, Ecuador sẽ không gửi bất kỳ thiết bị chiến tranh nào tới một quốc gia có liên quan đến xung đột vũ trang quốc tế. Tổng thống Daniel Noboa vừa qua đã đồng ý trao đổi thiết bị quân sự thời Liên Xô, vốn đã ngừng hoạt động và trở thành kim loại phế liệu để lấy vũ khí mới của Mỹ trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Theo đó, Ecuador dự định gửi 6 trực thăng quân sự, bệ phóng tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không thời Liên Xô tới Mỹ. Những vũ khí này sau đó sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Đổi lại, Ecuador sẽ nhận được vũ khí hiện đại để đối đầu với các băng nhóm buôn bán ma túy hùng mạnh ở đất nước này. Moscow ngay sau đó đã chỉ trích quyết định liều lĩnh của Ecuador. Cụ thể, trong bình luận với một tờ báo Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lập luận rằng Kế hoạch này sẽ vi phạm hợp đồng của Ecuador với Nga, bao gồm nghĩa vụ chỉ sử dụng tài sản được cung cấp cho các mục đích đã nêu trong thỏa thuận và không chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ Moscow. Người phát ngôn trên nói thêm rằng, Ecuador đã đưa ra một quyết định vội vàng dưới áp lực nghiêm trọng từ các bên liên quan bên ngoài và tuyên bố rằng nếu thiết bị do Nga sản xuất thực sự là lỗi thời thì Mỹ sẽ không đề nghị thay thế như vậy. Mỹ thừa nhận rằng họ đang tìm kiếm vũ khí thời Liên Xô ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả ở Mỹ Latin và Caribe. Năm ngoái, Tướng Laura Richardson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, cho biết Lầu Năm Góc đang làm việc với các quốc gia có thiết bị của Nga để mua lại hoặc đổi lấy thiết bị của Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi kế hoạch trao đổi vũ khí lần đầu tiên được công bố, Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm của Nga, Rossell đã công bố lệnh cấm một phần nhập khẩu chuối từ Ecuador, một trong những nước xuất khẩu trái cây lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, động thái này không liên quan rõ ràng đến tranh cãi về vũ khí khi các quan chức Nga cho biết họ đã phát hiện ra một loại dịch nguy hiểm trong các chuyến hàng chuối trước đây từ Ecuador. Theo thông tin từ báo Le Monde, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejour trong chuyến đi ở Argentina đã nói triệu đại sứ Nga tại Paris trong ngày 20 tháng 2. Trước đó một ngày, Đức và một số nước cũng đã có động thái tương tự sau khi nhân vật đối lập ở Nga là Alexei Navalny qua đời. Bộ Ngoại giao Na Uy đưa ra tuyên bố rằng họ đang kêu gọi đại sứ Nga nói chuyện về cái chết của ông Navalny. Ngoài ra, Phần Lan, Litva, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan cũng đã triệu đại sứ Nga anh đã làm việc này ngay sau khi ông Navalny qua đời. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga bên cạnh các biện pháp trừng phạt đã có. Trong khi đó, ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Ukraine Denis Myhan cho hay Kiev muốn Liên minh châu Âu-EU và Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga sau cái chết của ông Navalny như xem xét quyết định tăng nhập khẩu ngũ cốc của Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato nhận định việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga là một chiến lược thất bại và chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của khối, nhưng Budapest sẽ không phủ quyết chúng. Mới đây, bà Lyudmila Navalnaya, mẹ của nhân vật đối lập Alexei Navalny, yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin giao thi thể con trai bà để chôn cất. Phát biểu trong đoạn video quay trước nhà tù ngày 20 tháng 2, mẹ ông nói rằng bà thậm chí không biết thi thể con trai mình ở đâu hãng tin Reuters dẫn lời bà Navanaya nói, qua ngày thứ năm, tôi không thể gặp con. Họ không đưa thi thể cho tôi và thậm chí không cho tôi biết nó ở đâu. Tôi kêu gọi ông, Tổng thống Vladimir Putin, việc giải quyết vấn đề này chỉ phụ thuộc vào một mình ông. Cuối cùng, hãy để tôi gặp con trai tôi. Tôi yêu cầu thi thể của Alexei được thả ngay lập tức để tôi có thể chôn cất con một cách nhân đạo bà cũng gửi thư chính thức tới ông putin với yêu cầu tương tự phương tây và những người ủng hộ navani cho rằng chính quyền nga có liên quan đến cái chết của ông tuy nhiên điện kremlin đã phủ nhận và cho rằng những cáo buộc này là không thể chấp nhận được hãng tin tass dẫn lời người phát ngôn dmitry peskov của điện kremlin trả lời khi được hỏi liệu ông putin có liên quan và moscow không trao trả thi thể ông navani để che giấu khả năng ông bị đầu độc hay không tất nhiên đây là những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ và thô lỗ chống lại người đứng đầu nhà nước Nga. Tổng thống Nga chưa đưa ra bình luận công khai nào về cái chết của ông Navalny. Ông Putin hiện đang tranh cử cho một cuộc bầu cử vào đầu năm nay. Nếu chiến thắng, ông sẽ nắm quyền ít nhất đến năm 2030. Trước đó, cơ quan quản lý nhà tù Nga cho biết ông Alexei Navalny, 47 tuổi, đã đột ngột qua đời ngày 16 tháng 2 sau khi đi dạo trong trại giam ở Bắc Cực, nơi ông đang thụ án tù 19 năm. Sau khi chiếm Adivka, Nga đã tung lực lượng cùng xe tăng T-55 hơn 70 tuổi tiến công làng chiến lược Rabotino, nhưng đã vấp phải sức kháng cự của quân đội Ukraine tại một số địa điểm và hứng chịu tổn thất lớn. Nga trước đây chỉ dùng xe tăng T-55 làm bệ pháo di động, không đưa ra tiền tuyến. Nhưng chiến thắng tại Adivka dường như đã thúc đẩy sư đoàn bộ binh cơ giới số 42 có hành động mạo hiểm hơn. Điều mẫu xe tăng đời cũ này cùng xe chiến đấu bộ binh BMP và xe bánh xích đa năng MTLB vượt cánh đồng chống trải để đánh vào vị trí phòng ngự của Ukraine. Video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy, máy bay không người lái UAV đã liên tục lao vào những chiếc thiết giáp BMP với binh sĩ Nga ở phía trên, trong khi xe tăng T-55 trúng tên lửa chống tăng. Một số xe thiết giáp chở quân của Nga tiếp cận được chiến hào Ukraine và đổ quân nhưng hứng chịu hỏa lực từ các loại đạn chùm khiến họ phải rút lui. Nga đang tuyển mộ thêm quân và phục hồi nhiều phương tiện nghiêm cất trong kho, trong đó có xe bánh xích MTLB và xe tăng cũ như T-55 để đưa vào chiến trường Ukraine. Các chuyên gia phương Tây thừa nhận Nga có đủ quân và trang thiết bị để tiếp tục chiến dịch tới năm 2025. Tuy nhiên, Ukraine cũng đang đối mặt tình thế vô cùng khó khăn khi đạn dược cạn dần trong lúc Quốc hội Mỹ vẫn tranh cãi về gói viện trợ quân sự cho nước này. Sự bế tắc chính trị tại Quốc hội Mỹ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine kết hợp với việc thiếu năng lực sản xuất ở châu Âu đang dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng về đạn pháo ở Ukraine, có thể khiến những nỗ lực chiến đấu của Kiev đối mặt với thảm họa. Nếu không có đủ đạn pháo, quân đội Ukraine sẽ phải giành được nhiều vị trí hơn dọc tiền tuyến để đánh bại các cuộc tấn công của Nga bằng các vũ khí nhỏ. Điều này sẽ làm tăng thương vong phía Ukraine, cũng như giảm số lượng quân nhân ở ngoài tiền tuyến để huấn luyện và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công trong tương lai. Giới quan sát cho rằng điều này có thể khiến quân đội Ukraine có nguy cơ bị khóa chân trong thế phòng thủ lâu dài và từ từ phải nhượng bộ như trường hợp gần đây nhất tại Adipka. Ukraine hiện nay đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của khoảng 470.000 lực lượng Nga mỗi ngày nhằm vào các vị trí nếu Ukraine có đủ pháo binh, các cuộc tấn công này có thể dễ dàng bị đẩy lùi. Việc thiếu pháo và đạn dược không chỉ làm giảm khả năng của Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, mà còn khiến pháo binh Ukraine dễ bị máy bay không người lái lan xét 3 mờ của Nga tấn công và phản công bằng hỏa lực. Nếu Mỹ thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine, giữa bối cảnh Thượng viện đã thông qua khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ vào tuần trước, nhưng phải đối mặt với những rào cản lớn ở Hạ viện, thì có thể Ukraine sẽ nhận được khoảng 1,3 triệu viên đạn vào năm 2024 và giúp Kiev giữ vững phòng tuyến. Với sự đầu tư của châu Âu để mở rộng sản xuất, phương Tây có thể cung cấp nhiều hơn đáng kể sự hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2025 cho phép Kiev thực hiện các hoạt động tấn công. Tuy nhiên, bởi vì châu Âu vẫn đang mở rộng năng lực sản xuất, nên Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu thụt nghiêm trọng đạn dược trong vài tháng tới trừ khi Mỹ can thiệp. Nga hiểu tầm quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tiêu hao, số lượng đạn pháo khổng lồ mà Moscow sử dụng đã mang lại cho nước này lợi thế quyết định trên chiến trường hiện nay. Dù vậy, họ cho rằng bất chấp những lợi thế này, sự thống trị về hỏa lực của Nga có thể sẽ giảm dần theo thời gian. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 2 đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã tặng quà là một chiếc ô tô do Nga sản xuất cho Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, KCNA không mô tả cụ thể chiếc xe mà Tổng thống Putin tặng cho Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như cách nó được vận chuyển từ Nga sang Triều Tiên. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Putin đã giới thiệu chiếc xe hạng sang Aorus do Nga sản xuất với Chủ tịch Kim trong chuyến thăm Nga năm ngoái, nhưng chưa một tin nào có thể xác nhận liệu mẫu xe này có phải là món quà giữa hai nhà lãnh đạo hay không. Aorus là thương hiệu xe hàng sang, được mệnh danh là Rolls-Royce, phiên bản Nga, và Chủ tịch Kim ngồi ở ghế sau cùng Tổng thống Putin vào thời điểm đó. Theo Yonhap, việc tặng xe của Tổng thống Putin rất có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Bởi nó không chỉ có vẻ là một mặt hàng xa xỉ bị cấm nhập vào Triều Tiên, mà việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp sang Triều Tiên cũng bị cấm theo nghị quyết trừng phạt số 2397 của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên được thông qua vào tháng 12 năm 2017. Trước đó, KCNA cho biết món quà đã được phía Nga chuyển tới các trợ lý hàng đầu của ông Kim Jong-un vào ngày 18 tháng 2. Em gái ông Kim Jong-un, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jo Chung đã lịch sự chuyển lời cảm ơn của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Tổng thống Nga. KCNA cho biết bà Kim Jo Chung cho rằng món quà mà tổng thống Vladimir Putin gửi tặng chủ tịch Kim Jong Un là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ cá nhân đặc biệt chặt chẽ giữa hai nhà lãnh đạo. Trước đó, bản thân ông Putin đã ngồi trên chiếc limousine nội địa Aurus Senat từ năm 2018, khi chiếc xe này đưa ông đến dự lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 7 tháng 5 năm 2018. Trong khi đó, ông Kim Jong Un đã nhìn thấy chiếc limousine vào tháng 9 năm ngoái tại sân bay Vũ trụ Vostochny. Năm 2019, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã khoe chiếc limousine Aurus Senat màu trắng với người đứng đầu Turkmenistan Guban Guli Berdy Muhammedov. Sau cuộc gặp, ông Berdy Muhammedov nói rằng Asgabat có ý định mua toàn bộ đội xe Aurus. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, một nguồn tin cho biết chính phủ Turkmenistan đã mua chiếc Aurus đầu tiên. Vào tháng 8 năm 2019, Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan đã cùng xem một chiếc trực thăng an sát của Nga tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ở Zhukovsky gần Moscow. Khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hỏi về giá thành của chiếc máy bay, phía Nga nêu số tiền 8 triệu đô la Mỹ, bao gồm quà tặng khuyến mãi là chiếc ô tô Aurus. Thương vụ mua trực thăng nhận quà tặng là xe limousine, sau đó không rõ có được thực hiện hay không vì không thấy báo chí đưa tin.